Vâng, xin được kính chào quý anh chị em các bạn đến với Bica Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao. Và nếu như anh chị em nào đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe được gọi là mẫu xe bán tải cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu và công nghệ thì vô cùng ngập tràn, thì đây chính là mẫu xe đang dành cho quý anh chị các bạn, Mitsubishi Triton các bạn nhá. Bác nào đang quan tâm và đam mê những dòng xe bán tải của Nhật thì chúng ta có cái mẫu xe Triton. Và nói đây là một trong những cái mẫu xe về công nghệ được đánh giá là bậc nhất của những dòng xe bán tải. Đây, các bác có thể thấy đây, ngay cả cái hệ thống đèn pha, đèn cốt, trang bị công nghệ đèn LED hết. Đây, hệ thống đèn LED ban ngày này, nhìn trông rất là hầm hố. Đây các bác nhìn nhá. Đấy, Triton nó khác hẳn so với lại Triton ngày xưa rồi. Bây giờ Triton thì cực kỳ nhiều công nghệ các bác nhá. 2021, và đây là phiên bản Premium, là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải. Đấy, Premium các bác nhá. Đây là phiên bản cao cấp đấy các bác. Đây các bác nhìn này. Đây, được trang bị công nghệ mới này, công nghệ clean diesel này. Đấy. Authentic các bác nhá. Con này cả con này xe mới của nó lên 800 mấy đấy các bác. Đấy, 800 mấy luôn. Đây các bác nhìn này. Công nghệ thì cũng là khét đấy các bác, khét đấy. Đây, xe đây bán tải. Cũng là đây là phiên bản cao cấp nhá các bác nhá. Phiên bản cao cấp các bác nhìn này. Đây, ghế điện này. Đấy, ghế điện này. Ghế được trang bị ở ghế điện rồi các bác nhá, ghế điện này. À, trang bị ghế điện rồi các bác nhìn này. À, ghế điện. Rồi chúng ta có điều hòa tự động này, hệ thống màn hình này, DVD này, đi được 3.000 cây các bác nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm cái bán tải này thì các bác cứ tham khảo qua bạn bè đi, tham khảo qua một vài sale đại lý đi. Đấy, thì để làm sao mà chúng ta mua được một cái mức giá nó vừa phải và hiểu được cái đậm chất, cái chất của cái công nghệ của xe này. Cân bằng điện tử này, đề nổ start up này các bác nhìn này. Đấy, phải nói rằng là con này nha là đẳng cấp hơn hẳn. Vì công nghệ nhá, về công nghệ rồi về cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu này, các bác nhìn này. Đây, cảnh báo lệch làn. Cũng là khét đấy các bác. Đây này các bác nhìn này. Đây. Đề nổ thông minh này. Triton. Cũng khét đấy, đây các bác nhìn này. Đấy. Triton các bác nhá, Triton này. Đây. 3.000 cây các bác nhá, 3.000 cây. Đây, cruise control này, lấy chuyển số trên vô lăng này, lấy chuyển số trên vô lăng các bác nhá. Đấy, đây, hộp số tự động này. Khe đấy, đây các bác nhìn này, gạt mưa tự động luôn, gạt mưa tự động này. Đây các bác nhìn này, gạt mưa tự động này, gạt mưa tự động luôn các bác nhá. Công nghệ này, phải nói công nghệ này nó đẳng cấp của dòng xe này rồi. Xe được trang bị cơ lắp thùng cao các bác nhá, lắp thùng cao. Lắp thùng cao. Con này thì cả đăng ký vào lên đến khoảng tầm hơn 900 triệu các bác nhá. Đấy, nhưng mà bây giờ xe mới 2021 đi được 3.000 cây thôi. 3.000 cây các bác nhá. 3.000 cây là quá mới rồi. Đấy, 3.000 cây. Mà em đang chào bán nó khá là hợp lý. Xe này em đang chào bán với mức giá đâu đó khoảng tầm 745 triệu đồng, tiết kiệm được khoảng tầm gần 200 triệu do việc các bạn mua xe mới. Và nếu bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0965 525 989. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.